Trước hết thì tôi cũng nhắc lại cái phương thức để người xưa tạo ra các dạng chữ hình vẽ. Các chữ hình vẽ là những chữ mà người ta dùng các cái nét kết hợp lại để tạo ra chữ. Ví dụ chữ nhân là người thì người ta sẽ viết như thế này: chữ đại là lớn thì người ta sẽ viết như thế này: một gạch ngang đặt chữ nhân. Rồi chữ thiên thì người ta sẽ hai gạch. Chúng ta thấy bóng hình của chữ nhân ở đây. Cái miệng thì người ta sẽ viết chữ khẩu. Cái miếng đất bao bọc thì người ta sẽ viết chữ vi. Cái ruộng thì người ta sẽ viết một cái ô vuông, rồi chia ra như thế này thành những cái miếng đất. Tất cả những dạng này, dạng chữ này, chúng ta gọi nó là dạng chữ hình vẽ. Nó là hình vẽ thì nó phải có nét, và các cái nét vẽ của nó thì lấy từ một cái ký hiệu cơ bản mà chúng ta quen gọi là hình sao, tức là có một điểm rồi bắn ra tia dọc, bắn ra tia ngang, rồi bắn ra các tia xuyên. Nó là hình vẽ gồm các nét cơ bản, và từ đó người ta tạo ra tất cả các chữ Hán Việt và Hán Nôm. Tôi lấy ví dụ, chữ quả tức là lửa thì chúng ta thấy hình bóng của những cái đám cháy. Bây giờ để tạo ra chữ quả thì người ta sẽ lấy gạch đứng này đi với hai gạch xiên, chúng ta thấy nó cái hình bóng của giống như là chữ nhân. Rồi người ta lấy hai cái gạch xiên này để về thì bạn thấy nó là hình vẽ cách điệu của lửa, của một đám cháy. Và biến thể của nó là bốn chấm. Bốn chấm ở dưới này thì đây là cái cách tạo ra cái chữ quả và bộ quả. Tương tự, để vẽ một cái hình gồm có hai cái bờ rồi nước chảy, đó là dòng sông với nước chảy trong đó, thì người ta sẽ lấy cái sập đứng này xuống về, rồi người ta lấy bốn cái sập nghiêng này đặt hai bên, và người ta tạo ra cái chữ hình vẽ là chữ thủy,
thủy là nước. Và khi gắn cái chữ thủy này vào trong các chữ khác thì nó có thể trở thành ba chấm. Người ta gọi đây là chữ thủy. Còn bốn chấm này người ta gọi là chữ hỏa. Và khi ba chấm này còn hai chấm thì người ta gọi đó là chữ băng. Băng tức là nước kết dính lại. Thì qua đó chúng ta mới thấy các cái chữ Hán Việt Hán Nôm là những chữ hình vẽ. Tất cả các cái chữ này đều xuất phát từ một cái dấu hiệu cơ bản, đó là hình sao từ một chấm bắn ra 8 tia. Hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy vấn đề rất là đơn giản. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được cội nguồn của vấn đề thì chúng ta mới có được cái sự hứng thú tìm hiểu. Chúng ta mới cảm giác là nó có tính quy luật. Nó khơi dậy cái tò mò của chúng ta. Tất cả các chữ trong tác phẩm truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đều là những chữ hình vẽ mà chúng ta gọi là chữ Hán Nôm. Bây giờ tôi sẽ trình bày cái cách thức mà tôi thường dùng để giải trí. Tức là tôi nhặt tìm những chữ Hán Nôm trong tác phẩm truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Tôi cho những chữ hay, dễ học, dễ nhớ và dùng nó để kích thích cái sự tìm tòi lý thú của mình. Chúng ta biết truyện Kiều được viết ở dạng thơ lục bát và viết bằng dạng chữ Hán Nôm. Do vậy, nếu muốn học dạng chữ Hán Nôm, tức là dạng chữ hình vẽ, thì chúng ta có thể tìm những chữ lý thú trong tác phẩm truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du để phân tích, để học, để làm nền tảng phát triển ra, phát triển rộng ra, làm cho nhiều lên cái vốn chữ Hán Nôm. Hán Nôm là một dạng chữ hình vẽ người xưa dùng để diễn tả cái tư duy, cái ý tưởng. Ví dụ như mở đầu câu chuyện thì Nguyễn Du viết là trăm năm trong cõi người ta. Thì trong câu này chúng ta nhặt ra được trăm năm. Thì trăm là bách, bách là trăm. Nhưng mà chữ trăm là tiếng Nôm. Để có chữ trăm để diễn tả chữ bách thì các cụ ngày xưa dùng chữ lâm. Chữ lâm là gồm hai chữ một. Một là cây, mọc là cây. Hai chữ mọc ghép lại với nhau là nhiều cây, tức là lâm là rừng.
Ở trên là chữ bách chỉ nghĩa, ở dưới là chữ lâm chỉ âm. Năm, năm thì là chữ niên, niên là năm, nhưng niên là chữ Hán Việt, còn năm mới là chữ nôm. Thì để có chữ năm, các cụ đặt kế bên chữ niên này chữ nam. Nam là phương nam. Như vậy là chúng ta đã nhặt được hai chữ trăm năm trong tác phẩm truyện Kiều ở câu 1. Trăm năm trong, chữ trong chúng ta cũng đáng để mà học. Trong á là tiếng nôm. Còn nếu mà là ở trong á, mà tiếng Hán Việt là chữ nội. Nội là chứ chữ mịch, chữ nhân, ngoại, tức là trong ngoài. Như vậy để có chữ trong á thì các cụ ngày xưa hình dung là bộ thủy là nước, và đặt kế bên chữ trung để chỉ âm. Vậy là chữ trong. Khi nào mà chúng ta viết chữ này thì ngày nay họ sẽ viết chữ quốc ngữ là trờ o tro anh rê trong, o ngờ ông trờ ông trong. Còn chữ trong này thì chúng ta hiểu là bộ thủy đặt kế bên chữ trung. Chữ trung á nó còn là chữ trúng nữa. Trúng tức là bắn trúng á. Đây là cái bia nè, cái mũi tên nè, bắn trúng. Trung còn có nghĩa là ở giữa. Chẳng hạn như chúng ta có chữ Trung Quốc là cái nước ở giữa. Và nếu trung mà ghép với bộ tâm á, thì cũng đọc là trung. Tâm là hình vẽ trái tim. Nhưng chữ trung này là lòng, trung kiên, trung nghĩa với đất nước. Sau lưng của Diệp Huy có bốn chữ tận, trung, báo, quốc. Thì chúng ta phải viết chữ trung này. Người, trong cõi người, chữ người á thì chúng ta lấy chữ nhân đặt kế bên chữ thời, người. Vậy là câu 1 chúng ta cũng đã học được chữ trăm năm trong người. Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài, chữ mệnh mới là ghét nhau. Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. Vậy cái chữ á thì tiếng Hán Việt là tự. Tự thì nó gồm có bộ miên. Miên là hình vẽ cái mái nhà. Mái nhà, cái mái nhà là vẽ lại cách điệu lại như vậy là thành miên, là mái nhà. Ở dưới là chữ tử. Tử là con trai. Vậy thì con trai, nhà có con trai thì ở đó có chữ nghĩa, chữ tự. Tự, tự tư nặng tự. Còn chữ tự này thì chúng ta thấy hình bóng của nhà con trai, của một mái nhà, trong đó lấp lánh những đứa con trai. Nhưng khi viết thành chữ nôm á thì các cụ có thể viết như thế này, tức là miên, mái nhà, ở dưới thì hai chữ tự. Có nghĩa là đây là chữ non, là chữ
này là chữ, còn như vậy là tự. Như vậy chúng ta đã học được, trong câu 2 chúng ta học được chữ, chữ, chữ nghĩa đó. Tài thì nó là bóng dáng của cái tai, của cái thủ, tức là bóng dáng của cái tai. Mà người có tài ấy, là người có đôi tai khéo léo làm ra của cải. À, chữ ghét á thì nó thuộc vào bộ tâm, lấy chữ lòng đặt kế bên chữ cát, đó là chữ ghét. Ghét thì thuộc về cái lòng. Cái chữ tâm á là hình vẽ của trái tim. Và khi nó sắp ở trong giới các chữ khác thì cái biến cách của nó là như vậy, cũng là chữ tâm. Như hồi nãy tôi nói là chữ thủy á, là dòng nước chảy hai bờ, biến cách của nó đó là ba chấm. Còn chữ quả đó thì là hình vẽ của ngọn lửa bập bùng, biến cách đó thì nó là bốn chấm mà đặt ở dưới. Trải qua một cuộc biển dâu. Biển á là tiếng Nôm, còn hải á là tiếng Hán đọc theo âm Việt. Hải, biển thì đều có bộ thủy, dĩ nhiên rồi, nó là nước mà, thành ra hải là bộ thủy. Đặt kế bên chữ mai, hải. Mà khi viết thành chữ Nôm á thì các cụ biết là biển là phải có nước, thành ra vẫn dùng bộ hải, dùng bộ thủy. Nhưng mà để chỉ âm đọc của chữ biển á, thì các cụ dùng chữ biến. Chữ biến. Chữ biến này á, là viết dạng giản thể. Ở đây bạn để ý là trong các chữ hình vẽ đó thì người ta có thể vẽ đầy đủ nét, người ta gọi đó là dạng chữ phồn thể. Hoặc là người ta vẽ những chữ với số nét tối giản thì người ta gọi đó là những chữ giản thể. Tôi lấy thí dụ chữ biến mà đầy đủ á thì nó gồm có ngôn, rồi tơ, hụ, đó là chữ biến. Nhưng khi biến ở đây là biến đổi, nhưng khi đơn giản lại thì người ta sẽ viết như thế này thôi, biến. Và nếu thêm bộ thủy vô nữa đó thì người ta tạo ra một chữ gọi là chữ biển. Mà biển là gì? Biển nó là hải. Thành ra đó, một người Việt á, bạn có thể hiểu bằng ba thứ chữ lận. Ví dụ bạn viết chữ hải, bạn biết rồi, đại hải là biển cả. Và khi mà bạn nói bằng chữ Nôm, nói bằng tiếng phương Nam thì bạn có chữ biển, bạn viết chữ biến rồi đặt bộ thủy vô,
Và sau này nữa bạn phiên âm cái chữ này thì bạn viết là bờ y b e b n biên hỏi biển biển. Như vậy bạn phải thấy là người Việt chúng ta có tới 3 bộ chữ không? Và trải qua một cuộc biển dâu. Dâu là cái cây dâu, người ta lấy lá nuôi tầm á. Biển mà trở thành ruộng, cái dâu thì trồng ở trong ruộng. Như vậy thì để viết cái chữ dâu á, cái cây dâu á, thì dĩ nhiên là các cụ lấy bộ mộc. Mộc là cái cây, nghĩa của nó là miếng đất mọc ra cây ra lá, thành ra chúng ta có chữ mộc. Chữ này là chữ mộc, ô cờ ốc mà móc nặng mộc. Viết chữ mộc này thì ta không thấy có đất có cây có lá, nhưng mà viết bằng chữ hình vẽ thì ở đó chúng ta thấy đầy đủ các thứ. Dâu, dâu thì các cụ dùng chữ do. Do đó thì là miếng ruộng. À, cái loại cây nó mọc cao lên và nó đọc là chữ do. Do đây là chữ tự do đó. Như vậy thì chữ dâu này mà bên hông nó có, bên cạnh nó có chữ mọc thì nó cho chúng ta biết đó là loại cây. Vậy biển á, là nước, dâu á, là ruộng, là cây. Dâu người ta trồng lấy lá nuôi tầm, tức là ý muốn nói là trải qua một cuộc biển dâu. Tam thập niên di nhất biến, tan điền biến thượng hải á, tức là ruộng dâu thì biến thành biển, biển thì biến thành ruộng dâu. Như vậy chúng ta biết chữ biển và biết chữ dâu, trải qua một cuộc biển dâu. Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Bây giờ chữ trông á, trông thì nó liên quan đến mắt. Mắt thì chúng ta có hình con mắt. Và cách điệu lại thì là như vậy. Đây là chữ một nằm ngang. Và nếu đặt trong chữ thì chữ một nằm ngang này có thể thành chữ một thẳng đứng. Đây là chữ một. Một là con mắt. Thành ra chúng ta nói quá một đi, tức là anh hãy xem qua đi. Quá một có nghĩa là xem qua. Một là con mắt. Thì bây giờ chúng ta có chữ trông. Những điều trông thấy. Trông thì chúng ta viết là o ngờ ông, trờ ông trông. Những điều trông. Viết gì thì chúng ta không thấy con mắt, nhưng mà viết chữ hình vẽ thì chúng ta thấy con mắt. Thấy con mắt, bởi vì trông thấy là nó liên quan đến cái chữ mục là con mắt. Nhưng để chỉ âm đọc á, thì các cụ ngày xưa lấy chữ lông, rong giản thể viết như vậy. Tức là chữ trong á, thì gồm có bộ mục là con mắt, đặt kế bên chữ lông chỉ âm đọc, nhắc là trong. Trong thì phải có con mắt. Thấy á, thì cũng phải có con mắt. Vậy thì chữ thấy á, chúng ta sẽ thấy là các cụ dùng chữ một là con mắt, trên chữ nhân là người. Người á, trơ mắt á, trên người á, thì tạo ra một chữ gọi là chữ kiến. Kiến á, kiến là thấy. Kiến giải, thấy để giải thích. Ý kiến, kiến là thấy. Nhưng mà
chữ nôm là chữ thấy. Như vậy để có chữ thấy thì các cụ sẽ dùng cái bộ thể. Thể là thân thể, viết giản thể là chữ nhân, kế bên chữ bản, đây là chữ thể, giản thể. Giản thể là cái dạng viết ít nét. Còn cái chữ thể mà đủ nét á, thì nó là bên đây là chữ cốt, bên đây là chữ khúc, rồi trên chữ đậu. Đây mới là chữ thể đầy đủ. Còn đây là chữ thể, giản thể. Khi chúng ta sử dụng dạng chữ hình vẽ đó, thì chúng ta có thể lấy cái hình này đại diện cho hình kia, lấy cái hình ít nét hơn đại diện cho cái hình nhiều nét. Đó là quy ước thôi. Hình mà, miễn là chúng ta hiểu là được rồi. Bây giờ chữ thể này là thân thể, nhưng nếu mà người ta đặt nó trên chữ một, rồi chữ nhân nữa là chữ kiến á, thì người ta đã tạo ra chữ thấy. Những điều trong thấy mà đau đớn lòng. Chữ đau á, nếu mà ta viết quốc ngữ thì ao ao đạo đau. Ta không thấy cái bệnh hoạn gì ở trong đó đó, không thấy. Nhưng mà nếu ta viết bằng chữ hình vẽ của chữ đau á, thì ta có bộ nạch. Bộ nạch nó gồm có chữ nghiễm. Nghiễm là một cái hang đá, một cái nơi mà người ta ở được. Rồi kế bên là cái chữ băng, tức là lạnh lẽo. Và ở trong á, thì người ta mới đặt cái chữ đau là cây dao. Ở trong là cây dao, có âm là đau. Đặt ở trong cái chữ nạch. Nạch có nghĩa là nơi mà bệnh hoạn, thì người ta có chữ đau. Còn đớn thì cũng là một cái bệnh, thành ra cũng là có bộ nạch. Bộ nạch thì tạo bởi cái chữ yểm với chữ băng. Đớn thì người ta lấy chữ đáng để chỉ âm. Đây là đau đớn. Đau đớn. Lòng. Lòng thì người ta lấy chữ lọng đặt trên chữ tâm. Tâm là tim. Lòng là cái tim. Như vậy tôi đã trích ra được nhiều chữ trong các câu thơ truyện Kiều của Đại Thi Hào, quyển Du. Bây giờ chúng ta thử trình bày cái ích lợi của cái việc mà chúng ta học chữ Hán Việt Hán Nôm. Uống trà thăm cổ. Nói tiếp. Chúng ta biết là hiện nay trên thế giới, cái số người mà dùng dạng chữ hình vẽ rất là lớn. Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, kể cả Hàn Quốc và Việt Nam xưa, tức là Việt Nam hồi thời trước, thì chúng ta cũng đều dùng chữ hình vẽ, chữ Hán Việt hay là Hán Nôm. Do đó, với những người mà biết sử dụng dạng chữ Hán Việt, Hán Nôm, thì chúng ta có thể giao lưu, chúng ta có thể trao đổi với nhau. Các cái nền văn hóa có thể trao đổi với nhau. Mà trong cuộc sống, một người mà biết nhiều thứ tiếng, nhiều thứ chữ, thì cái tư duy của họ sẽ được mở rộng. Ở đây tôi lấy một cái thí dụ
một cái thí dụ khi mà tôi học chữ Hán, sau này qua trường Việt học cổ văn thì tôi mới học Hán Việt, thì vô hình chung tôi biết sử dụng cái ngôn ngữ của người Hoa, chẳng hạn như tôi biết sử dụng tiếng phổ thông, tiếng phổ thông mà còn gọi là tiếng Mandarin, tiếng Hoa Quả, tiếng của Bắc Kinh. Và khi tôi đã biết sử dụng cái dạng tiếng Bắc Kinh thì đối với bản thân tôi rất có lợi. Tôi có rất nhiều những tư liệu để nghiên cứu về cái chuyên môn của mình. Chẳng hạn nói về cái điện tử thì tôi đọc rất nhiều sách điện tử viết bằng tiếng Hoa. Đặc điểm của chữ Hoa là trong cái chữ Hoa đó là người ta không lẫn tiếng nước ngoài vào đó. Có nghĩa là cái gì người ta cũng dịch, dịch nghĩa đó. Thí dụ như chúng ta học tiếng Việt đó, chúng ta học là toán đi, chúng ta học là đường parabol, đường parabol đó là cái đường mà chúng ta ném một cục đá thì nó sẽ rơi theo cái dạng này. Tại ra người Hoa họ không gọi là parabol mà gọi là đường vật rơi. Khi chúng ta vẽ cái đường Iberbon đó thì người Hoa họ gọi là sông khúc tuyến ha. Sông là hai, khúc là cong, tuyến là đường, tức là một cái hàm khi vẽ ra nó là hai đường cong. Cái đặc điểm của tiếng Hoa là không có lẫn vào đó ngoại ngữ. Họ không xài chữ parabol hay là iberbol, hay là họ không có xài cái chữ ngay cả, chẳng hạn như Ukraine hay là Russia hay là America. Đó, họ đều dịch ra tiếng Việt hết. Tên của người ta cũng vậy. Washington thì họ dịch là Hoa Thịnh Đốn. French, nước Pháp thì họ dịch là Pháp Lăng Xa. Anh Cát Lợi thì họ dịch là England, thì họ dịch là Anh Cát Lợi. Italy thì họ dịch là Ý Đại Lợi. Mà khi họ dịch vậy đó thì Ý Đại Lợi thì đó là tên nước thì họ nói nước Ý. Anh Cát Lợi thì đó là tên nước thì họ nói là nước Anh. Đó, French, Pháp Lăng Xa thì họ nói là nước Pháp. Vì là họ có thể đúc rút gọn lại. Do đó nếu mà bạn nghe được tin tức trên các cái đài tiếng Hoa thì tất cả đều nói bằng tiếng Hoa, không có nói bằng tiếng Anh trong đó hay là tiếng Mỹ trong đó. Bởi vì khi chúng ta nói tiếng nước ngoài thì chúng ta phải chọn một cái nước để làm chuẩn. Ví dụ như là Ukraine nói theo tiếng Mỹ, nhưng mà Uka nói theo tiếng Việt. Thành ra nếu mà ta phiên âm thì không biết lấy âm của nước nào để làm chuẩn. Họ dịch ra hết. Ví dụ Ukraine họ dịch là gì? Là Okatlan. Còn Russia họ dịch là Nga La Tư, nước Nga đó, Nga La Tư. Còn Ukraine đó họ dịch là Ô Cát Lan, thành ra nước Ô. Rồi cái cuộc đánh nhau giữa Ô Nga, tức là giữa Ukraine và Russia. Africa, Phi Châu đó. Pacific Ocean tức là Thái Bình Dương,
tên của nhân vật họ cũng đều dịch ra chữ Hán và dạng nguyên âm. Bây giờ thì tôi nói hồi nhỏ tôi được học bài hát. Bài hát là bài hát tiếng Hoa, dĩ nhiên vì hồi nhỏ thì tôi học trường Hoa, trường Kiến Quốc Học Hiệu, nằm trên đường Phạm Đăng Hưng ở cái đất Gò Công. Nhà tôi cách trường đó chừng 100 mét. Thì tôi được cô giáo dạy cái bài hát Ye Lien Tai Biao Wo De Xin. Ye Lien là nguyệt lượng, tức là mặt trăng, cái ánh sáng của mặt trăng. Ye là nguyệt, Lien là sáng, Tai Biao đại biểu, đại biểu. Chữ đại này là đại diện chứ không phải chữ đại này. Đại này là lớn, trùng âm dị nghĩa, hai chữ đều đọc là đại, nhưng mà chữ đại này là đại diện, đại biểu. Wo ti xin, wo ti xin, wo là ngã tức là tôi, ti là đích tức là của, xin là tâm, tức là Ye Lien Tai Biao Wo De Xin, mặt trăng đại biểu cho lòng của tôi. Tôi ở đây nếu là con gái thì chúng ta nói là mặt trăng đại biểu cho lòng của em. Và chữ đại biểu này thì chúng ta có thể dịch là chữ chứng giám, tức là mặt trăng chứng giám cho lòng của em. Ye Lien Tai Biao Wo De Xin. Thế thì cái bài hát này nó rất là đơn giản, nó là sự hỏi nhau thân tình của cặp tình nhân. Ví dụ như bây giờ vào câu thì nó hỏi Nì quên hòa ai nì dù to sinh. Thế là gì? Hán Việt là gì? Nì ở đây là anh, tiếng Mỹ là you á, quên là hỏi, hỏi thì là chữ môn, mở cửa ra có cái miệng thì hỏi. Nì quên tức là anh hỏi tôi, là wò tức là anh hỏi, anh hỏi tôi đó. Yêu anh, ai ấy, là ở trên là chữ trảo với chữ mịch, ở dưới là chữ tâm và chữ hụ là tai, tức là hình ảnh của con gà xè cánh ra lấy cái thân của mình che chở cho đàn con tránh cái diều hâu, móng vuốt của diều hâu, thì đó là ái, nó là định nghĩa của chữ ái. Ái là một sự hy sinh. Nì ở đây là yêu, à, dù to sinh, dù là hữu là có, to là đa là bao nhiêu, sinh là bộ thủy, sinh là thâm, thâm có nghĩa là sâu. Câu này có nghĩa là anh hỏi tôi hay là anh hỏi em, yêu anh bao sâu đậm là bao sâu. Nếu ta đọc theo âm quan thoại thì là nì quên hòa ai nì dù to sinh. Nếu ta đọc theo Hán Việt là nể vấn ngã, ái nể hữu đa thâm. Hữu đa thâm là bao sâu.
cái tình yêu mà lấy cái chiều sâu của biển để đo đó, thì dòng đi dòng lại cũng mấy chữ. Và nhờ hiểu được chữ Hán Việt, do đó tôi hiểu bài hát này rất là sâu sắc. Tôi sẽ hát nhanh bài hát này. Ni wen wo ai ni you to shen, wo ai ni you ji fen, wo di xin ye chen, wo di ai ye chen, ye liang dai biao wo di xin. Ni wen wo ai ni you to shen, wo ai ni you ji fen. Wo di xin bu yi, wo di ai bu bian, ye liang dai biao wo di xin. Xin xin de yi ge wen, tức là một cái hung phớt qua, một cái hung nhẹ nhàng. Chào wo si lian dao ru qin, đã để lại cho tôi một cái nhớ cho tới ngày hôm nay. Cứ như vậy mà đối đáp qua lại giữa những người yêu nhau. Do đó khi chúng ta biết thêm một nền ngôn ngữ thì cũng rất là thú vị, đúng không? Nếu ta đọc bài ca này, bài hát này bằng âm Hán Việt thì nó câu đầu là ngã vấn nể vấn ngã ái nể hữu đa thâm. Ngã ái nể hữu kỹ phân, ngã đích tình giả chân, ngã đích ái giả chân. Tức là anh hỏi tôi tình yêu bao sâu, ta yêu em là bao nhiêu phần, ta tình ta là thật sự, cái yêu của ta cũng là thật lòng. Mặt trăng đại biểu hay là chứng giám cho lòng của ta. Ở đây khi hát thì chúng ta chú ý đến những cái pronoun, tức là những cái danh xưng đại từ. Chữ nể này là chữ you, là chữ anh hay là chữ em. Chữ ngã là tôi, tức là anh hay là em. Thành ra tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta sẽ hát. Bài này thì được Đặng Lệ Quân á, Đặng Lệ Quân á, thường hát như sau. Ni quân wo ai ni you to shen, wo ai ni you qi fen, wo de xin ye shen, wo de ai ye chen, ye liang dai biao wo de xin. Ni quân wo ai ni you to shen, wo ai ni you qi fen, wo di xin bu yi, wo di ai bu bian, ye liang dai biao wo di xin. Xin xin de yi ge wen, yi jin da dong wo di xin. Shen shen de yi duan xin, jiao wo shi lian dao ru qin. Ni wen wo ai ni you to shen,
我爱你有几分，你是想一想，你是看一看，月亮代表我的心。 星星的一个吻，已经打动我的心。深深的一段情，叫我思念到如今。你问我爱你有多深，我爱你有几分？ 你是想一想，你是看一看，月亮代表我的心。你是想一想，你是看一看，月亮代表我的心。 Đó là một cái bài hát rất dễ hát. Những câu chữ rất là đơn giản. Rất là tình tứ và rất là dễ nhớ. Qua cái bài hát này thì chúng ta đã nhìn thấy người Việt khi hiểu chữ Hán Việt thì tất cả những chữ Hán mà chúng ta gặp thì chúng ta đều có thể hiểu được nghĩa của nó, có thể hiểu nghĩa của nó bằng âm Hán, và lý giải ra, hiểu rộng ra, còn hiểu được bằng cái âm nôm. Ví dụ như chữ dấn, dấn đó, thì nếu mà nói về giải thích chữ thì chúng ta thấy chữ dấn á thì còn có hai cánh cửa là chữ môn. Môn là cửa. Ở đây á, ở giữa là chữ khẩu là cái miệng. Dấn là hỏi. Hỏi là tiếng nôm. Còn dấn là tiếng Hán Việt. Thành ra cái người biết tiếng Hán Việt thì gần như là biết đầy đủ, biết hết các cái chữ chữ Hán. Và chỉ cần tiến thêm một bước nữa, tức là biết được cái âm quan thoại của cái chữ đó nữa, thì chúng ta coi như là nắm bắt được một cái nền ngôn ngữ của nước bạn, của Trung Quốc. Tóm lại, thí dụ đây là chữ dấn, chúng ta nói chữ dấn, nó là chữ hỏi. Chữ hỏi. Và nếu âm quan thoại thì nó là chữ huynh, thì nó cũng có cách ghi âm của nó. Huynh là quơ in quân quân. Như vậy thì chúng ta mới thấy là ngày xưa các cụ hiểu hết các dạng chữ Hán nôm, và từ đó chuyển qua học cái tiếng quan thoại hay là tiếng Quảng Đông thì các cụ thông suốt một cái dạng ngôn ngữ của nước lân cận. Do đó cái vấn đề giao tiếp, tiếp xúc rất là tiện lợi. Có thể nói trên thế giới này cái dân tộc mà có cái kho từ chữ nghĩa rộng nhất thì phải nói đó là người Việt chúng ta. Bởi vì tất cả những chữ Hán Việt chúng ta đều có
đều có cái chữ của nó, đều hiểu được cái chữ của nó bằng cái âm Hán. Thành ra bằng âm Việt, thành ra những chữ Hán mà âm Việt ta gọi là Hán Việt. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta lại có cái tiếng của bản ngữ, cái tiếng của phương ngữ, chúng ta quen gọi là tiếng Nôm. Thì như vậy chúng ta lại sáng tác ra một dạng chữ Nôm nữa, chữ Nôm hình vẽ. Như vậy là song song với bên chữ Hán đọc theo âm Việt thì chúng ta còn có chữ Nôm của bản thân mình. Bây giờ chúng ta học thêm cái âm của cái chữ đó nữa, vấn đề đó rất là dễ, thì chúng ta sẽ có thể nắm được cái ngôn ngữ tiếng Hoa, tiếng Quan Thoại hoặc là tiếng Quảng Đông khi chúng ta nắm được cái phần âm đọc của nó. Ví dụ trong cái câu này, thì chúng ta có thể đọc theo rất nhiều kiểu. Nếu ta đọc theo âm Hán Việt thì là nể vấn ngã ái nể hữu đa thâm. Nhưng nếu ta đọc theo âm Quan Thoại mà người Hoa họ nghe họ hiểu thì chúng ta đọc là nì quên quò ai nì dù to sân. Và nếu ta đọc theo âm của người Quảng Đông thì ta sẽ thấy là nị mằng ngọ ôi nị dậu to dậu kỹ xong đó. Thì bạn mới thấy là trong người Việt bản thân của chúng ta thì đã chứa, đã tiềm tàng, đã chứa những kho chữ rất là quan yếu, rất là cần thiết. Nó giúp cho chúng ta phát triển tư duy. Đây là bài nói chuyện buổi quá trưa. Tôi trình bày cái kỹ năng mà chúng ta học những dạng chữ hình vẽ qua những con chữ nhặt lượm trong tác phẩm Truyện Kiều của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Chào. Chạm tay vào nút đỏ là tắt.